Em à, anh còn yêu em nhiều lắm mà. Nhưng mà em hết yêu anh rồi. Sao em đối xử với anh như vậy? Em à, anh buông ra đi. Đừng đi mà. Anh buông ra đi. Em quay lại với anh được không? Quen bao nhiêu lâu rồi em hỡi, anh nghĩ cũng rất lâu rồi, nhưng tại sao ta phải xa nhau? Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi, rằng mình sẽ có tương lai, nhưng ngờ đâu hôm nay em lại buông tay. Anh đã cố giữ lấy từng hạnh phúc, đã cố níu giữ lấy từng kỷ niệm, nhưng anh chưa đủ vững chắc để giữ được em. Yêu em anh đã dốc từng hạnh phúc, nhưng rồi sao? Đến cuối cùng thì anh lại là người phải đau. Anh không muốn đôi ta làm người lạ, anh muốn như bao ngày qua, được yêu em, được ôm em, được bên em mỗi ngày. Có khó quá không em? Yêu nhau em là tất cả. Thật ra anh chưa đủ lý trí rời xa em. Anh không muốn đôi ta là người lạ, anh muốn như bao ngày qua. Đừng xa anh xin em đừng xa anh mà. Rất khó để đến được với nhau, nhưng đôi ta chưa kịp hiểu nhau. Thì chẳng lẽ đôi ta phải làm người là sao em? Từng hạnh phúc đã cố níu giữ lấy từng kỷ niệm, nhưng anh chưa đủ vững chắc để giữ được em. Yêu em anh đã dốc từng hạnh phúc, nhưng rồi sao? Đến cuối cùng thì anh lại là người phải đau. Anh không muốn đôi ta làm người lạ, anh muốn như bao ngày qua. Được yêu em, được ôm em, được bên em mỗi ngày. Có khó quá không em? Khi yêu nhau em là tất cả. Thật ra anh chưa đủ lý trí rời xa em. Anh không muốn đôi ta là người lạ, anh muốn như bao ngày qua. Đừng xa anh xin em đừng xa anh mà. Rất khó để đến được với nhau, nhưng đôi ta chưa kịp hiểu nhau. Thì chẳng lẽ đôi ta phải làm người là sao em? Anh không muốn đôi ta làm người lạ, anh muốn như bao ngày qua. Được ôm em, được yêu em, được bên em mỗi ngày. Có khổ quá không em? Yêu nhau em là tất cả. Thật ra anh chưa đủ lý trí rời xa em. Anh không muốn đôi ta là người lạ, anh muốn như bao ngày qua. Đừng xa anh xin em đừng xa anh mà. Rất khó để đến được với nhau, nhưng đôi ta chưa kịp hiểu nhau. Thì chẳng lẽ đôi ta phải làm người là sao em?
thì chẳng lẽ đôi ta phải là người lạ sao em?